đến với mảnh đất Quảng Trị vào tháng 4 trong niềm vui kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những bạn trẻ đến từ huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai rất xúc động khi được giới thiệu về những mầm cây được gieo trồng tại đây. Thực sự thì chúng tôi rất là ấn tượng với vườn cây Hòa Bình này, bởi vì đã 48 năm thống nhất đất nước và giờ đây thì vườn cây là trước đây là minh chứng cho chiến tranh thì giờ đây là minh chứng cho hòa bình và tình hữu nghị. Cái biểu tượng của cái vườn cây Việt Nam và Mỹ xây dựng được như thế này, chúng thấy đây là một cái biểu tượng rất là quý giá mà mong chúng ta luôn luôn duy trì được nó mãi mãi cho muôn đời thế hệ Việt Nam sau này. Được trồng lên từ những hổ bom, những chồi non xanh tốt ngay tại khuôn viên của khu di tích, vườn cây mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc minh chứng cho sự hòa hợp dân tộc, gặp lại quá khứ, hướng đến tương lai giữa người Mỹ và mảnh đất Quảng Trị nói riêng cùng toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung. Việc mà người ta trồng cây xanh tại các di tích như là sân bay Tà Cơn, như là thành cổ Quảng Trị hay là di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, cho đến bây giờ theo thống kê thì đã có khoảng tầm trên 40.000 cây được trồng trong khoảng thời gian từ năm 1995 cho đến nay. Thì đó là một việc làm cực kỳ ý nghĩa. Và vừa rồi năm 2020 thì ở di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải thì người ta cũng có trồng một số cây, và cái việc ý nghĩa như vậy cho nên chúng tôi ở đây cũng rất là chú trọng cái công tác mà chăm sóc để cho cây nó là xanh tốt, luôn luôn xanh tốt. Việc vườn cây Hòa Bình được trồng tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải đã góp phần khẳng định sự nỗ lực xây dựng mảnh đất Quảng Trị trở thành biểu tượng hòa bình và tôn vinh giá trị hòa bình. Thông qua những hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, màu xanh của vườn cây này đã minh chứng cho sự hồi sinh đó.